Chúng tôi xin được chuyển sang câu hỏi thủy sản đến từ khán giả có số điện thoại là 0989, 3 số cuối 850 với nội dung như sau. Cá chấm thả được 1 năm, trọng lượng khoảng hơn 1 kg. Cá có hiện tượng là nổi lờ đờ trên mặt nước, đen đầu, chóc vẩy, mổ ra thì thấy mật sưng đen, mang bị thối. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục ra sao? Vâng, với câu hỏi này thì xin mời những tư vấn của chuyên gia thủy sản Nguyễn Thị Hà. Vâng, xin chào khán giả, xin chào bà con. Với cái việc mà cá chấm cỏ đã được một năm và hơn 1 cân một con rồi ấy, thì tôi sẽ loại trừ về cái tác nhân về virus. Thế tuy nhiên rằng ở đây thì thấy rằng là có cái hiện tượng là đầu thì bị đen chóc vẩy và mật sưng và đen ấy, và mang bị thối ấy, thì tôi nghĩ ngay đến cái việc mà trước tiên là quản lý môi trường của anh chưa tốt. Để cho cái môi trường nó quá dơ và các cái tác nhân gây bệnh nó sẽ có điều kiện sinh trưởng và phát triển. Ở đây thì có một cái chi tiết rất là nhỏ là nó đen đầu. Thường ấy thì khi mà mô tả cái việc đen đầu đen thân ấy thì là người ta nghĩ ngay đến cái virus. Thế nhưng mà ở đây thì tôi nghĩ đến cái việc mà cái ao một năm nó đã bị quá bẩn, cái đáy nó quá dơ rồi, khí độc nó nhiều, cho nên nó sẽ bị ngộ độc về khí độc. Đặc biệt là mấy ngày hôm vừa rồi là khi thời tiết nó trở lạnh, nó có những ngày âm u không có nắng, sương mù rất nhiều. Chính vì vậy mà cái áp suất nước nó thay đổi, làm cho cái áp suất nước nó tăng lên, làm cho cái khí độc nó mới bật từ cái đáy ao lên trở lên, thì làm cho con cá nó sẽ bị bệnh. Để khắc phục cái tình trạng này, trước tiên là anh phải giảm lượng thức ăn xuống, kể cả cỏ, kể cả thức ăn công nghiệp là phải giảm xuống 1/2. Sau đó chúng ta có điều kiện thay nước thì chúng ta phải thay nước với cái liều lượng thay là 30% lượng nước trong ao, bằng cách là rút nước đáy và bổ sung nước tầng mặt, để mà làm sao đưa hết toàn bộ các cái chất thải của cá, của thức ăn dư thừa, các cái loại chất thải chúng ta đưa ra ngoài được càng nhiều càng tốt. Và cái thứ nữa là chúng ta phải tăng cường quạt khí 24/24 giờ để mà đảm bảo cung cấp oxy hòa tan cho cá trong quá trình sinh trưởng và phát triển, kể cả oxy hòa tan phục vụ cho quá trình phân hủy các mùn bã hữu cơ, cũng như là chuyển các cái yếu tố hóa học từ nitrit sang nitrat, là những cái khí có lợi cho cá. Một cái nữa là chúng ta phải dừng bón phân, không được bón phân, đặc biệt là đối với phân chuồng. Chúng ta thải trực tiếp từ các cái trang trại, từ các chuồng lợn, rồi chuồng gà, rồi là chuồng nuôi ngan, nuôi vịt, chúng ta hoàn toàn phải dừng để đảm bảo không tái lại cái việc mà ô nhiễm môi trường. Chứ nếu mà chúng ta không dừng những cái việc đó thì sau khi chúng ta xử lý xong thì nó lại bắt đầu trở lại ô nhiễm, thì cá lại quay trở lại bị bệnh. Sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng các cái loại hóa chất như là BKC, như TCCA, như là iodine, như là thuốc tím. Ở đây tôi đưa ra 4 cái loại hóa chất này, nó có cái tác dụng diệt khuẩn và tiêu diệt các cái mầm bệnh khó ở trong môi trường nước tốt nhất. Tuy nhiên là nếu như cái ao cá của anh mà nó cái độ trong nó chỉ đạt từ 25-20 cm thôi, và nó có rất là nhiều các chất vẩn và đục ấy, thì chúng ta không nên dùng cái thuốc tím hoặc là iodine, bởi vì khi đưa xuống nó sẽ kết tủa rất nhanh mà tác dụng của nó sẽ bị giảm. Mà chúng ta sử dụng cái TCCA và BKC. Sau khi sử dụng với cái liều lượng theo hướng dẫn của nhà sản xuất khi trên bao bì rồi, thì chúng ta sau một ngày chúng ta bón Zuka hoặc là gieo lai xuống để mà hấp thu các khí độc cũng như là phân hủy các cái mùn bã hữu cơ ở dưới đáy ao. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng các cái chế phẩm sinh học mà bán trên thị trường, nó có những cái tên thương mại khác nhau, nhưng chúng ta xem thành phần của nó chủ yếu là vi khuẩn Bacillus, vi khuẩn Nitrobacter, vi khuẩn Nitrosomonas, vi khuẩn Bifidobacter và Nitrosomonas là hai cái vi khuẩn phân hủy mạnh ở dưới đáy ao, cũng như là hấp thu được các cái khí độc của dưới đáy ao, thì chúng ta có thể sử dụng. Còn đối với cá thì là nên là cho Andoxicillin hoặc Chlorpheniconazole hoặc là Cetifur, hoặc có thể phối trộn giữa Doxicillin hoặc hòa với lại Chlorpheniconazole theo hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao bì. Sau khi điều trị xong thì nên cho ăn bột tỏi để men tiêu hóa và vitamin C để tăng cường sức đề kháng, cũng như là bổ sung thêm các cái vi sinh vật có lợi và hệ tiêu hóa để mà kích thích cho cá ăn và hấp thu được các chất dinh dưỡng để nâng cao sức đề kháng cho cá. Nhưng một cái lưu địa ý luôn luôn anh phải nhớ, đấy là phải quản lý môi trường thật tốt để tránh cái sự ô nhiễm xảy ra đối với ao cá, làm ảnh hưởng đến sức khỏe của cá. Chúc anh thành công. Vâng ạ, xin được cảm ơn những tư vấn vừa rồi của chuyên gia Nguyễn Thị Hà. Vâng ạ, chúng tôi vừa nhận được tín hiệu trực tiếp từ tổng đài 1900-6145. Xin mời khán giả giới thiệu họ tên, địa chỉ và câu hỏi của mình ạ. Thì em tên là Quý Vĩnh Ngọc, em ở Lý Nhân Nam Định. Vâng ạ. Đời em là có 2 cái ao, một cái ao là khoảng 2.500m² và một cái ao là khoảng 1.000m². Vâng ạ, xin mời anh tiếp tục đặt câu hỏi ạ. Thì là em muốn chương trình của em là muốn thả ống nhồi xuống ao, nhưng mà trong ao lại
con cá chuối xuống để người ta làm liệu có được không ạ? Vâng ạ, sau đây thì xin mời anh kết nối trực tiếp với chuyên gia thủy sản ngày hôm nay là chuyên gia Nguyễn Thị Hà. Xin mời chuyên gia. Vâng, xin chào em, xin chào mọi khán giả. Cái việc mà nuôi ốc nhồi trong ao cũng rất là tốt, bởi vì bây giờ là cái nhu cầu tiêu thụ ốc nhồi cũng rất là cao, và cái ốc nhồi đấy thì nó có hàm lượng dinh dưỡng cũng rất là tốt, đảm bảo cho cái việc mà cung cấp thực phẩm hàng ngày cho người tiêu dùng. Tuy nhiên là khi mà nuôi thì người ta có thể ốc nhồi, người ta cũng thể nuôi kết hợp một vài các cái loài cá vào trong ao để nó sử dụng bớt các cái thức ăn dư thừa, rồi là các cái mùn bã hữu cơ để làm tăng cường cái quản lý môi trường, làm cho cái môi trường nó sạch hơn. Tuy nhiên thì người ta có thể thả một số các loại cá như là cá trôi, như là cá rô phi, hoặc là một số các loại cá khác, chứ người ta không thả cái cá con cá quả với vào đâu. Bởi vì là nếu như chúng ta nuôi ốc nhồi ấy, sau một năm thì nó sẽ có thể sinh sản, nó sẽ sinh sản, và cũng nếu như chúng ta nuôi ở trên diện tích rộng thế thì chúng ta tận dụng luôn những cái con ốc nhồi đấy, và chúng ta sẽ thu hoạch được các cái loài ốc giống để chúng ta quay vòng trở lại chung một chu kỳ nuôi khác. Đấy là một cái mà vừa chúng ta có thể bán ốc thương phẩm, vừa có thể là có thu hoạch được cả cái ốc giống nữa. Chính vì vậy mà nếu mà chúng ta thả con các cái loại cá giữ xuống như cá quả, rồi cá chê ta, hoặc là cá chê lai, cá chê phi xuống ấy, thì nó sẽ ăn hết toàn bộ cái ấu trùng, thì không thu hoạch được cái cá ốc nhồi nhỏ, ốc nhồi giống. Chính vì vậy mà bạn có thể là những cái con cá nhỏ mà nó theo vào khi chúng ta không lọc nước, đấy là những cái con cá mương, đúng không ạ? Thế thì những cái con cá mương đấy thì chúng ta nó cũng không ảnh hưởng nhiều lắm đến cái quá trình mà chúng ta nuôi con ốc nhồi, mà chúng ta có thể là chúng ta nuôi ghép một số các loài cá khác để vào, để nó tận dụng cái thức ăn dư thừa để làm cho môi trường nó sạch hơn. Còn cái con cá hương đấy thì định kỳ nếu khi nào bạn có thể kéo lưới được thì bạn kéo nó lên và bạn sẽ vớt nó đi. Và bạn chú ý là khi quá trình mà lấy nước vào là chúng ta phải lọc nước bằng lưới lọc phù du thì nó mới hết được các cái trứng của con cá mương. Còn cái trứng của con cá mương nó rất là nhỏ. Thế chính vì vậy mà nếu mà lọc bằng cái lưới của Thái Lan mà cái mắt lưới nó to ấy thì nó sẽ không lọc được cái con cá trứng của con cá mương đấy. Dạ vâng, vì lúc lọc là cháu là có lọc qua hẳn một cái giếng cát thôi, nhưng mà trứng của nó vẫn khép vào, nó lọc có cả giếng cát, có cả kho trấu, lọc rất cẩn thận, nên khi nguồn nước lúc nó lọc là lọc cao, là nó lọc khoảng hơn một tháng nó lấy được khoảng gần 1 mét nước cao, mà nó lọc đúng rồi, nhưng mà khi chúng ta cải tạo ao ấy, chúng ta thì những cái trứng đấy nó, nếu mà chúng ta còn để cái độ ẩm ở trong ao hoặc là có những cái vũng nước nào đấy thì nó vẫn có cái trứng đấy, nó có thể sinh trưởng và phát triển được mà. Thế chính vì vậy mà cái việc cải tạo ao là chúng ta phải phơi khô, nứt nẻ, không có những cái vũng nước ở trong cái đáy ao đấy. Sau đấy thì chúng ta tẩy vôi, khử trùng để mà tiêu diệt toàn bộ các cái địch hại có ở dưới đáy ao. Sau đấy chúng ta lấy nước vào, và cái lọc của nước của cháu có thể là cũng đã lọc được hết rồi, lọc được rất là tốt. Thế nhưng mà cái trứng, cô đã nói rồi, cái trứng của con cá mương nó rất là nhỏ, thậm chí nó chui lọt hết được cái, nếu mà chúng ta sắp xếp là lớp đá này, lớp than, lớp đá, xong rồi lớp cát, mà cát lại bằng cát vàng ấy, thì nó vẫn có những cái khe hở để có thể là cái trứng đấy nó lọt xuống, vẫn phải qua túi lọc bằng vải lưới lọc phù du thì nó mới lọc được hết các cái trứng của con gà đấy. Dạ vâng, cảm ơn cô. Vâng ạ, xin được cảm ơn những tư vấn vừa rồi của chuyên gia Nguyễn Thị Hà.